Xin kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Việt Nam Eternal được phát hành vào mỗi sáng thứ bảy đầu tháng. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu đến một giáo sư âm nhạc ở Việt Nam, đó là cô Vân Ánh. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng nhân dịp đầu năm thì thay mặt cho tất cả anh chị em của chương trình Việt Nam Channel, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt năm qua và kính chúc quý vị một năm mới vạn sự may mắn, hạnh phúc, phát tài, thưa quý vị. Và xin chào cô Vân Ánh. Vâng, đầu tiên cho Vân Ánh xin gửi lời chào tới anh Tony cùng toàn bộ các quý vị khán giả. Hôm nay đã cho Vân Ánh cơ hội đến đài 26 để trình bày về các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, thưa quý vị, trong suốt 10 năm qua thì Tony đã thực hiện rất nhiều chương trình talk show của chương trình Việt Nam Channel, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được mời Vân Ánh lên đây để trình diễn một số nhạc cụ Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Và hôm nay thì Vân Ánh có thể cho quý vị khán giả được biết sơ qua về Vân Ánh, cái cơn duyên nào mà Vân Ánh bước vào cái ngành âm nhạc này. Vâng, thưa anh Tony cùng các quý vị khán giả, Vân Ánh thì bắt đầu học nhạc từ khi 4 tuổi. Bố của Vân Ánh là người thầy dạy nhạc đầu tiên, nhưng mà tất nhiên lúc đó 4 tuổi thì Vân Ánh mới chỉ học đọc nhạc và viết nhạc thôi. Đến năm 6 tuổi thì Vân Ánh bắt đầu đi tới trường quốc gia âm nhạc và bắt đầu học cây đàn tranh, là cây đàn đầu tiên của Vân Ánh. Sau đó trong suốt quá trình học và sơ cấp, trung cấp, đại học âm nhạc thì Vân Ánh có học thêm những cây đàn khác như là đàn bầu, đàn tơ rưng, đàn khlong phút, đàn tam thập lục và cũng như bộ trống dân tộc. Dạ vâng, thì Vân Ánh vừa mới kể sơ sơ một số những nhạc cụ mà Vân Ánh đã học ở trong trường. Thì hôm nay thì tại vì chương trình Việt Nam Channel có hạn thôi, thì chúng tôi chỉ có giới thiệu đến quý vị ba nhạc cụ tiêu biểu mà Vân Ánh sẽ trình bày hôm nay. Và bây giờ thì Vân Ánh có thể nói sơ qua về cái cây đàn mà Vân Ánh sẽ trình diễn cái buổi đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, cây đàn mà các quý vị khán giả cùng anh Tony nhìn thấy đây là cây đàn tranh hay còn gọi là cây đàn thập lục, bởi vì mình có 16 dây. Cây đàn này có 16 dây thì nó tượng trưng cho 12 tháng và 4 mùa trong năm. Cây đàn có tiếng âm thanh rất là thanh thoát và có thể có tạo được nên những tiếng như là tiếng nước chảy cũng như những cái giọt mưa tí tách vào mùa đông. Hôm nay thì thật ra Vân Ánh cũng không phải là người nói mà Vân Ánh có thể chỉ đàn được thôi. Thì cũng sau đây xin gửi đến khán giả và anh Tony một bản nhạc với tựa đề là Cõi Niết Bàn, là một bản nhạc mới được sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Dạ vâng, thì bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi để thưởng thức một tiếng đàn của Vân Ánh qua một nhạc phẩm là Niết Bàn. Dạ vâng, thì mời Vân Ánh. Dạ vâng, thì như chúng tôi cũng vừa giới thiệu thì quý vị cũng biết sơ qua về cây đàn mà Vân Ánh đã trình bày. Và bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức tay đàn nghệ thuật của Vân Ánh, một người nhạc sư. Dạ vâng, chào quý vị.